Chào các bác ạ, xin chào các bác trở lại trang lý của Kỳ Xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm theo dõi của em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em để nút đăng ký kênh cũng được quả chuông bên dưới video. Vì ngày nào hàng ngày đấy video để tránh để các bác là sẽ cập nhật video nhanh nhất nhé. Vì ngày nào thì video để tránh mất thời gian em cho vào phim ngày hôm nay. Ngày hôm nay có cái kính đó là xe Rock của Đức Quốc xa xưa, được sản xuất ra lần thập niên 1950-60, bọc vàng. Dáng đòn gánh, phiên bản này là phiên bản size to bản to. Em cũng có một cây xe đắp này, nhưng mà là cây trước thì phiên bản nó nhỏ hơn, bé hơn. Cây này thì phiên bản to hơn và dáng đẹp hơn, sẽ cao tiền hơn chút. Và xăng 40 nhé. Đây em sẽ đeo tổng quan bên ngoài về trước. Và trước tiên thì bây giờ đi tổng quan bên ngoài và sau đó đi chi tiết bên trong. Bao gồm có những cái gì? Nó bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chấm nhất là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Đấy, rất là rõ ràng. Bây giờ đi chi tiết bên trong ở cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa mà khá mở. Các bác nào mà xem video cảm nhận nó giảm, yêu cầu em gửi mặt trực tiếp qua Zalo, chụp từ 30 đến 40 cận kèm thăm video ngoài trời để phản ánh đúng chân từng chân thực nhất của cái kính đó. Bây giờ em đi chi tiết bên trong, đó là bên cạnh bên phải nó có cái chữ Made in Germany và chữ Syrup. Made in Germany Syrup. Made in Germany Syrup nha, rất là rõ ràng nha. Thật sự các bác là rất là rõ ràng. Đấy. Rất mới, rất đẹp này. Đấy. Phiên bản to nhá. Size 140 này. Đấy, bác nào mà mặt vuông chữ điền, chắn cao vuông rộng sân đình, đeo rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Giá là 7.6 triệu hay gọi là 7.600k, giá là 7.6 triệu hay gọi là 7.600k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, vẫn từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện có điện thoại giúp cho em tránh tình trạng đến đột xuất quán bị hàng. Giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt là em đi thẩm định tỷ giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Các bác nhớ là trước khi đến điện thoại cho em để em nghiên kết vấn từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác đang tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp lý hợp công gu. Đó là giá trị cực lớn khi đến bên em. Đó. Mình thích mua bán bác là chuyển khoản basic, với các bác nào chuyển thành shipcode thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định ở bên em. Các bác mua đâu bác mua nên lựa chọn nơi quán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em chưa đổ của món đồ cổ là 20 năm 30 năm, ngay số điện thoại là trên 20 năm, đó là giá trị cực kỳ lớn. Và ngày nay thì với phương tiện thông tin đại chúng thì một số đối tượng xấu hoặc bán hàng qua gian hàng ảo, những cái app, những trang thương mại điện tử như mà trang mạng xã hội, không địa chỉ, không số điện thoại. Nếu mà không địa chỉ, không số điện thoại thì không nên mua, vì nó chỉ nhắn tin qua Messenger, tin nhắn nọ tin nhắn kia thì tuyệt đối không nên. Vì sau thời gian này đó là nó sẽ ủy thác quyền ngay. Rồi những đối tượng khác thì nó có địa chỉ, có số điện thoại, nhưng địa chỉ nơi nhà nơi. Thứ hai là đều số điện thoại đều là sim khuyến mại, sim rác. Cứ sau thời gian nó thay đổi sim, thay đổi số, thay đổi địa chỉ rất nguy hiểm. Rất nhiều bác mua phải kính dởm, rồi đeo tay, cũng như quần áo giày dép ví thắt lưng. Đấy. Vì những đối tượng họ bán rất là tạp nham. Nếu đối tượng đó họ lập kênh những trang mạng xã hội, những kênh YouTube thì mới được 1 năm, 1.5 năm mà đã 10.000, 15, 20.000 đăng ký kênh theo dõi. Bởi vì đối tượng đó họ thuê một đơn vị thứ ba quảng cáo marketing SEO để like là như để đăng ký kênh theo dõi lên kênh chóng mặt trắng mặt, rất nguy hiểm. Em khuyến cáo là mua bán tại nhà, mua chỉ tại nhà có làm sao có thể bạn được mua bán tại nhà của những người mua bán đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín 20 năm 30 năm luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đó là kinh nghiệm của em mua bán trong nước ngoài nước. Đấy, chứ còn đừng mua bán những cái địa chỉ mới tăng cành vành rồi thay đổi địa chỉ giống như độ lan đột biến. Lan đột biến em đã cảnh báo các bác rất là chuẩn, rất là chính xác, có nghĩa là chỉ vài tháng là chết, là chết. Đúng không? Bây giờ bác nhìn thấy có ai đang lan đột biến đâu. Đấy, nên là rất là nguy hiểm vì nó là theo kiểu mô hình chụp giật. Đấy. Giống như là nếu mà các bác đi chữa bệnh, các bác biết thì mình phải chọn những cái nhà thuốc nó rất là uy tín lâu năm. Cái biển hiệu bảng gỗ nó phải là 6 số điện thoại, như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh nó phải là 6 số điện thoại cũ ngày xưa, mấy bảng đấy. Đấy. Chứ còn bây giờ mấy quảng cáo là đông y gia truyền ba đời thế nọ thế kia, quảng cáo trên trang mạng xã hội thì amateur.
Bởi vì sao? Bởi vì những nhà thuốc đông y nhá là có thương uy tín ý, thì Hà Nội cũng Sài Gòn thôi. Em nói thật sự các bác, khi em từng đi bốc thuốc ở một số nhà thuốc ở Hà Nội là coi như phải xếp hàng, mà người ta không quảng cáo trên mạng đâu, toàn chuyển tay nhau mới xài được biến hương. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm. Đấy. Rồi ngày mới thời điểm ngoài bây giờ thì là trong nước cũng như ngoài nước là nếu có cái dịch Covid-19 thì các bác cũng ngoài nguyên tắc tuân thủ 5K ra thì các bác hết cảnh giác cảnh tỉnh những cái đối tượng và xấu của những cái bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng, họ quảng cáo thêm cái phần đó là xịt họng, xịt miệng, xúc miệng, rồi là thuốc ngọt, thuốc kia là phòng chống Covid, diệt virus, mình có thể điều trị virus. Thì các bác hết sức cảnh tỉnh là mình phải xem là đã được cấp phép của Bộ Y tế chưa. Bộ Y tế nó phải được cấp phép, kiểm định chất lượng, số phép, giấy phép bao nhiêu. Hội đồng y khoa y dược nó cũng phải có cái giấy phép. Thì mình hãy mua, mình phải ra hỏi bên bệnh viện, hỏi trạm y tế xã phường. Chứ không phải là mua một cách rất là vớ vẩn, ngớ ngẩn, mất tiền oan đó. Nhìn đối tượng xấu họ bán, nó có quảng cáo vớ vẩn, nhưng mà bảo là cái xịt họng xịt miệng có thể diệt được virus, có thể tiêu được virus, không có đâu, hoang đường hoang tưởng. Các bác hết sức cảnh giác nhé. Đấy, vâng, hơi lan man đấy thôi. Bây giờ em vào chủ đề chính là con này là xe Đức bổng vàng của Đức, dáng đoàn cánh và giá là 7.600.000, nguyên zin toàn bộ, đồ mới là trên 90%, bọc vàng sáng ánh gương mặc dù qua nước buổi tối nhá. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã quan tâm dành và xem video của em vừa dài một hô. Bác nào có thể yêu quý thích kênh kính của ngày xưa thì ấn đăng ký kênh màu đỏ và nút biểu tượng của chung để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại phía sau.